nhớ một điều là con có thể tăng lên một chút xíu, nhưng khi con tăng lên thì cái đường kính của túi nó tăng lên, đường kính túi nó tăng lên thì mà cái khoang của mình, cái bầu ngoại đến cái vị trí trong cùng của nó không đủ thì túi nó sẽ bị co lại, đẩy lại, nó làm cho gấp túi, thì túi cái thời gian sử dụng túi nó sẽ ngắn lại. Cái túi nó bình thường nó trải nó nằm dài, nhưng mà cái khoang nó không đủ, ví dụ nó đây thì nó nằm dài nó vẫn nằm mà, chứ nó đâu không nằm. Cái ngực của con, con hiểu vấn đề không? Yeah. Nhưng lúc đó cái người như bác mất khám bác sẽ biết là nó bị gì. Ví dụ nãy có một ca là cái bề ngang không đủ đặt cái túi đó, nhưng người ta đặt cái túi được đúng đó, cho nên sờ nguyên nó gần sáu mấy cái túi nó bỏ vậy. Và cái một cái ngực như trái xoài vậy, con hiểu không? Nó cuối cùng á, cái đoạn này ngắn nó phá xuống cái đoạn này dần dần, cái ngực nó dài vậy, con hiểu không? Còn cái túi nguyên tắc nó mềm mà, thì con lúc nói vậy nó cũng nằm được mà, con hiểu không? Nhưng nó không phải là cái túi, nó bình thường đặt vô nó phải như vậy, nó phải trải đều hết, cái viền nó phải tròn trịa ra hết, thì cái túi nó còn sử dụng mấy chục năm nó vẫn còn nguyên. Vậy cho nên đừng chọn to quá, nó phải phù hợp với cơ thể của mình, nó phù hợp với tất cả các số đo của mình, nó phù hợp với khoang của mình. Cho dù mình thấy nó hơi nhỏ, nhưng vì ông trời ông tạo ra cái xương mình nó vậy thôi, mà làm sao mình đặt lớn hơn cái thì chắc chắn mình thời gian sử dụng ngắn lại. Hiểu không? Chẳng lẽ con đi muốn con đi ngủ hoài mà cứ ngực con là hầu như nó không có gì hết, cho nên cái con đặt rồi mà nó ổn là nó ổn hoài, hiểu không? Nó không thay đổi. Ok, cái này cái túi lát xích với cái túi gì là extra, extra là cái túi như thế nào? Túi extra thì con cứ nhớ nè, túi mình to là túi mình to. Thứ hai á, giữa cái dòng Atlassic của dòng Extra nó chỉ khác nhau về cái hình thái hay là có giải thích con đó. Cái đồ vô nó nhô hơn, nó nằm giữa trung gian đó. Còn về mặt chất lượng nó y chang nhau ấy. Nó không có túi nào tốt hơn túi nào ấy. Nó cùng chất liệu. Nó chỉ khác nhau về cái hình thái, về cái form đó thôi. Và mình chọn cái form cho phù hợp với từng người thôi. Ở đây bác không chọn theo cảm tính. Hiểu không? Bác sẽ chọn trong 3-4 loại túi đó, 3 loại túi đó. Cái form đó, ba trong ba dòng form đó của hai dòng đó, sao cho nó phù hợp với từng người. Một là nó phù hợp với cái cấu trúc giải phẫu của người ta, cái thân người của người ta. Cái thứ hai là phù hợp với sở thích người ta, hiểu không?